Để mình ơi. À thịt được thú quá. Có đâu trời. Dạ. Chém quá Bình ơi. Dạ chém quá. Kẻ có kiếm gì chơi vậy. Ok ok. Ok vậy đi. Vậy giờ chơi trúng tìm nha. Ai thua sẽ bị phạt cán chịu à. Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chơi trúng tìm với bạn Biên nha. Mình sẽ lấy cây súng nia này đi bắt bạn Biên, còn bạn Biên sẽ đi trốn nha. Ok, đi trốn đi, em tìm cho. Thôi đâu có công bằng đâu. Tô xì. Ok, giờ tô xì đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ra, anh thắng rồi, Biên đi trốn đi. Các bạn ơi, mình đi trốn nha. Ok, tập trốn. Các bạn ơi, bây giờ sẽ kiếm bạn Biên nha. Mình nghĩ bạn Biên sẽ ở dưới đây. Sao không có nữa ta? Cũng không có luôn. Chắc chắn nó sẽ trốn dưới đây. Vô kiếm bạn nữa. Bây giờ Biên thua rồi nha, giờ phải có phạt đúng không? Phải đâu. Bây giờ hình phạt của Biên à, bị súng mày bắn tiếp. Để đó mình đặt rồi nha. Hi. Đây bây giờ là bạn Biên đi. Mình đi trốn, bạn Biên đi tìm nha. Okay. Giờ mình trốn đâu giờ ta? Mẹ vô cho làm trốn. Giờ bé rồi ra mới trốn được. Bây giờ mình sẽ kiếm chỗ khác trốn nha. Chỗ này bạn Biên thấy rồi. Bây giờ mình kiếm chỗ trốn các bạn. Mình sẽ trốn ở chân đây nha. Còn bạn Biên thấy nữa. Nghe tiếng mình thấy rồi mình để mình phụ đó. Chỗ này an toàn nhất các bạn ơi, mẹ Biên không biết đâu. Kỳ tay, kỳ tay đâu rồi, đâu rồi. Kỹ lại đâu có kêu người ta không kiếm được. Đây là chỗ này của A Kỳ cũng có luôn, mình kiếm lại được. Cứ để A Kỳ đi lên đầu. Đây cũng không có. Trời, tổ A Kỳ trốn đâu rồi sao á. Tôi cũng có trời. Đi xuống lầu quá. Mình kiếm được. Mệt quá. Mình kiếm được A Kỳ. Không có kịp được rồi, mọi người phải quá, mình kịp được. Mình mửa không?
A Kiệt muốn đụng mũi của mình rồi A Kiệt. Ở đây các bạn bận Biên thắng rồi, giờ thưởng cho bạn Biên cái gì đây? Một bịch bánh Bim Bim. Sao bạn Biên hay dữ trời? Mình thắng rồi mọi người. Bánh Bim Bim. Sao bạn Biên hay dữ trời? Mình trốn ở chỗ bí mật luôn mà bạn Biên cũng biết. Nói nào bạn Biên ăn gian không ta? Vậy kịp bị phạt thôi. Phạt kia giờ? Thôi kịp quay mặt đó. Chị? Chị là ỉ nó vừa luôn. Ôi mà bạn, các bạn video đừng quên like và share các bạn. Bye bye. Đâu ăn bắn rồi Biên ơi. Ok. Bắn chuông nữa nha các bạn. Hãy dỡ nha. Ôi, bạn ăn gì ra không? Con núp gì trong đó rồi Ken? Khủng long. À, khủng long hả? Khủng long đâu? Đâu? Ui. Wow, các bạn ơi, một con khủng long màu hồng. Rồi, nó bị kẹt rồi, nó bị kẹt trong gốc cây rồi. Wow, rồi lấy con chó cắn nó. Rồi nó xỉu rồi, bắt nó vô. Chết rồi. Chết rồi hả? Wow, khủng long nó kêu đâu vậy? À, khủng long nó kêu trong ống hả? Ôi, một con khủng long màu xanh. Rồi bắt vô con, chèo vô. Chèo vô bắt khủng long đi. Ý, khủng long ở đâu mà bự dữ rồi ta? À, khủng long trong rừng nó lên đó hả? Con khủng long, con khủng long nó cắn á. À, con khủng long trong rừng nó lên nó cắn người ta hả? Rồi bắt nó đi chứ để nó cắn người ta đó. Rồi đạp nó luôn. Bay vô đạp nó. Ừ, vậy hả? Rồi bắt bỏ vô vỏ đi. Quà rồi. Rồi còn đâu nữa không? Quà nó kêu đâu vậy bạn Ken? Đâu? Ồ, các bạn ơi, một con khủng long màu cam. Thôi bạn Ken ơi, bắt đẻ cho bạn Ken ơi, chứ để nó ăn thịt người đó. Đâu, đưa cho các bạn xem với. Khủng long không ngủ đâu. Quà khủng long ở đâu? Cắn trò ta ra khủng long rồi mà. À, con khủng long này khủng long hiền hả? Khủng long con á. À, khủng long con, vậy con bỏ vô vỏ đi. Rồi. Quả wow, bên kia con khủng long nó dí con vịt kìa. Ủa nó dí con vịt bên kia kìa bạn Ken ơi. Khủng long nào mà dí vịt vậy? À, xu dí vịt hả? Rồi. Qua đâu? Đâu? Qua. Qua. À, các bạn ơi, một con khủng long cổ dài màu cam. Đẹp quá. À. Khủng long này nó đang ăn cái cây á. Các bạn, khủng long cổ dài là khủng long ăn cỏ, ăn cây nha, nó không có ăn thịt đâu. Rồi bằng Ken bỏ vô vỏ rồi. Con gì bên kia đó? U, khủng long gì sừng không vậy bạn Ken? Khủng long gì mà lưng nó sừng không vậy? Khủng long gai á. Các bạn ơi, đây một con khủng long gai nha. Khủng long này có ăn thịt không? À, khủng long này ăn thịt mấy con khác á hả? Rồi bắt nó vô, bắt nó vô. Con khủng long bự ăn thịt vậy, bắt nó về đi, khóa cái mỏ nó lại. Ừ, rồi bỏ vô, chạy lên, nhanh lên, nhanh lên. Thấy cái con gì nó nằm trong kia kìa, vậy xanh lá cây á, chạy vô xem thử. Con gì vậy bạn Ken? Rồi cho các bạn xem nhé. Wow, ui ơi các bạn ơi, một con khủng long sừng. Ôi, khủng long này mấy sừng vậy? Hai, một cái sừng. Ba cái sừng luôn.
Sơn muốn sợ quá. Wow, cũng Long Ba Sơn sợ quá các bạn ơi. Nhưng mà con khủng long này cũng long con mà sợ gì con? Cũng long bự mà. À, con này cũng long bự hả? Thôi chạy về. Chạy về thôi, chạy về nhốt chuồng đó. Wow, các bạn ơi, bạn Ken bắt nguyên một và giỏ khủng long luôn. Khủng long quá trời màu luôn. Rồi bây giờ mấy khủng long này bây giờ là cắn luôn rồi. Đang bị xỉn nha, cắn giỏ luôn hả? Rồi bây giờ cho các bạn xem thử coi. Con nó đu luôn rồi. Con khủng long nó đu luôn nè các bạn ơi. Đây, một con khủng long màu xanh nước biển. Cái lưng nó sừng không nè. Lưng nó màu vàng nha các bạn. Con khủng long này cũng long con, nó quậy lắm nè, đu cái giỏ luôn á, khủng long màu đỏ con nè, nó rét á. Khủng long kia rất thích đuôi đuôi đuôi. Còn đây là con khủng long. Wow. Ba khủng long nó cứng cứng nè. Bạn Ken biết con này con khủng long gì không? Con khủng long rất bự ra vậy nè. Con khủng long thằng lằn đó. Khủng long thằng lằn màu cam với màu hồng. Nó có cái vây trên cá trên lưng nữa đó. Con khủng long này nó bơi dưới nước được luôn á. Đâu có bơi được đâu, có cái chân mà. Wow, còn đây là con khủng long gì bạn Ken? À, khủng long bự. Ăn thịt con này nè. À, các bạn, đây là con khủng long chúa nha. Khủng long bầu chúa bự màu xanh lá cây nè. Cái lưng nó màu xanh nước biển, ăn thịt luôn á. Rồi bạn Ken chiếc chân đi. Rồi đây một con. Đây một con khủng long sừng rất là dễ thương, quá đẹp ghê không? Giống nhau luôn. À, giống nhau luôn hả? À, bạn nghe thấy con khủng long này nó đang ngủ hay sao, nó buồn ngủ chứ hả? Nó bị trúng thuốc mê rồi hả? Rồi vậy bỏ nó vô đi. Rồi một con khủng long cuối cùng. Wow, con khủng long này dễ thương lắm nè các bạn ơi. Đây con khủng long hù cầu cổ nha. Con khủng long này ăn cỏ đẹp lắm á. Bạn Ken biết con khủng long này màu gì không? Rồi. Rồi bây giờ mình cho mấy khủng long cắn nhau nghe. Chơi không? Ba con. Rồi các bạn ơi bây giờ. Ba con bự. Rồi. Hai con bự luôn. Rồi bây giờ con khủng long màu đỏ ba bi với con khủng long bầu chúa cắn nhau coi con nào thắng nha. Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Khủng long coi đây, coi cơ cắn nhau đây. Con khủng long vậy hả? Vậy ba đứng dưới đất sao ba cắn con được? Ơi ghê quá. Ôi chu vượt 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 à. Wow, các bạn ơi, trời ơi, con khủng long của bạn Ken mạnh quá, con này té xỉu luôn rồi. Trời ơi, wow, con khủng long này vô địch thiên hạ. Rồi bây giờ bà lấy con khủng long sừng này nha. Ba. À, bà lấy con khủng long nào? Bà lấy con nào đây? Rồi con lấy con khủng long sừng phải không? Rồi ba lấy con. Rồi ba lấy con. Ba con nào mới đánh nhau được chứ? Ba lấy con nào? Rồi ba lấy con này bà cắn xuống nè. Xuống đâu? Cắn chơi. Xu sợ không Xu? Ơi các bạn ơi, con Xu này nó không sợ con khủng long này. Ôi nó cắn cái cổ luôn. Ơi con Xu nó cắn cái cổ khủng long này luôn rồi. Vâng, khủng long cứu đi. Bạn Ken ơi, lấy khủng long ra cứu con Xu khủng long này với. Con Xu này nó cắn khủng long này rồi. Cứu. Chu. Ơi trời ơi, hai khủng long của bạn Ken hả? Mạnh quá. Rồi, chạy hết rồi, Mi Xu chạy hết rồi. Cảm ơn nha, cảm ơn hai khủng long bầu chúa nha. Rồi mình đi về đây.